Rồi, xin chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ đang có mặt tại công viên Gia Định, Gò Dấp. Hôm nay mình sẽ ghé đi tham quan cái khu chợ mai nha. Và đặc biệt ở trong này là có cây mai 6 tỷ 8 nha mấy anh em. Sẽ quay cho mấy anh em xem nha. Và đây là nguyên cái khu mai mà toàn là mai độc không à. Mai không đụng hàng nha. Và đặc biệt là chỗ này là đang kẹt xe rất nhiều. Kẹt xe là vì cây mai này nha. Mọi người tới đây hầu như là tập trung hết lại đây nè, tập trung đứng hết vô đây để vô xem cây mai 6 tỷ 8 nha. Đây, các bạn thấy không, đây là đường tại đường Hồ Nguyên Giám, Gò Dấp, công viên cây xanh nha. Công viên cây xanh hay còn gọi là công viên Gia Định đó. Đó, bây giờ mình sẽ vào quay cận cảnh cái cây mai 6 tỷ 8 cho mấy anh em xem nha. Đó, thì cái cây mai ở đây là tại vì nó có giá cao, tại vì nó là một cây mai lâu năm á, vì người ta đặt nó là lão mai hương đại thụ. Mình chỉ biết là lão là quá lâu rồi, hương đại thụ thì mình chưa rõ cái từ này nha. Các bạn xem nha anh em, nếu mà cái mình có ý kiến gì hãy comment dưới nha. Có giá là 6 tỷ 800 triệu, đây là vườn mai Thanh Phạm. Vườn mai Thanh Phạm thì ở đây là các bạn thấy không, ngồi cái chậu mà có cây mai là mình đã thấy khủng rồi, cái chậu đá này, cái chậu bằng đá này, chứ chưa nói cây mai nha. Ở đây mình chỉ nói đến cái chậu này, cái chậu với là cái đôn mà chậu lên đó thì mình đã là khủng rồi, chứ còn mình chưa nói cây mai nữa. Thì ở trên cái chậu này là người ta điêu khắc ha, có hai con rồng nè, đây là chậu đá nha. Khắc hai con rồng lên, 50 năm con rồng, cho nên người ta đúc cái chậu con rồng luôn. Và cái chậu này là để coi cái chiều ngang của nó là tầm chừng khoảng là 2,5 mét nha, 2,5 mét. Còn cái đội này đúng rồi, cái chiều ngang đây là 2,5 mét ha, còn cái đội dưới là tầm khoảng là 3 mét. Bây giờ đầu kia là còn có mấy cây mai khủng nữa, quay cho mấy anh em xem nha. Riêng cây này là lão mai hương đại thụ, 6 tỷ 800 triệu, nhiều tiền quá, để nổi mình miệng mình là bập, mình đập không ra luôn nữa. Rồi, bây giờ tiếp tục mình vô coi mấy cây mai này coi. Coi cái giá mai đâu các bạn. Cây này là chỉ có 900 triệu nha. Cây này là 900 triệu nè. Cây này là 70 triệu. Còn cây này là 800 ha. Cây này là 800 triệu nè. Cây này 80 triệu. Nói chung là mai ở đây là tính tầm giá 100 triệu ha. 100 triệu. Tính hàng trăm không à. Tính tiền trăm cho đấy tiền tỷ. Cây này thì nó rẻ nha các bạn, cây này chỉ có 180 triệu thôi. Cây mai này là giá 200 triệu thôi. Các bạn thấy không, trời ơi còn nhiều mai lắm nha, còn nhiều lắm, khu này còn nhiều lắm. Nổi bật nhất là cây mai 6 tỷ 800. Đi, bà đi nha. Các bạn thấy không? Để qua đường là người ta đi tới đây là người ta dừng hết lại để người ta xem cái cây mai này. Rồi ai tới đây là cũng dừng lại thôi. Các bạn thấy không? Quá trời người. Thank you.
đây là công viên Gia Định, quận Gò Vấp nha mấy anh em. Đây, đây là cái cầu đi bộ á, công viên này nó rộng lắm, hai bên luôn á, công viên này là hai bên luôn nha, rộng hai bên luôn này. À, phải làm cái cầu đi bộ quá. Hôm nay là ngày 29, tối 29 thì tất cả nhà vườn là tối nay và tới trưa mai là người ta đã dọn gì hết trả lại công viên á. Tới đây là dừng xem cái mai 6 tỷ 80 triệu phải không? 6 tỷ 8. Rồi con số mà nó nhiều tiền quá nữa mà chọc không được luôn á. Rồi cái video này kết thúc nha, quay cho mấy anh em xem cây mai chơi thôi. Rồi xin chào tất cả mấy anh em nha.